À, Nhân xin chào cả nhà. Hiện tại là Nhân đang ngồi ở công viên Kỳ Quan Thế Giới. Thì đây là một trong những cái điểm nhấn và một cái điểm nổi bật nhất tại khu Cát Tường Hữu Sinh. Sau lưng của Nhân là tháp Eiffel, là một trong những cái điểm nhấn nổi bật nhất tại cái công viên Kỳ Quan Thế Giới này. Ban đêm là bật đèn rất là đẹp nha cả nhà. Qua hổm thì Nhân có hứa với cả nhà là quay công viên Kỳ Quan Thế Giới á. Nhưng mà bữa đó là kẹt dẫn một khách hàng á, cho nên là không quay được. Thì bữa nay Nhân xuống đây để Nhân quay lại những cái chỗ nào mà đẹp nhất của khu Cát Tường Hữu Sinh cho cả nhà mình xem. Thì hồi trước á, khi mà cái công viên này đang làm á, thì đất ở đây, đất ở xung quanh mà đối diện qua công viên Kỳ Quan đó, thì bán cái giá nó rất là cao so với ở trong. Chẳng hạn như giờ Nhân lấy một ví dụ, những cái lô mà đối diện qua công viên Kỳ Quan, cái thời điểm đó nó là 11 triệu mét vuông. Nhưng mà chỉ cần mình nhích vô trong một chút xíu thôi, nhích vô trong nó khoảng chừng 20 mét thôi, nó không nhiều đâu. Nhưng mà cái thời điểm đó là bán chỉ có 8 triệu mét vuông, mà mình thấy kinh khủng cái nào. Nhưng mà có nhiều người là họ vẫn chấp nhận mua những cái lô đối diện công viên Kỳ Quan. Tại vì bây giờ cái thời điểm này, nếu mà mình nói về cái giá của những lô đó thì nó rơi vào tầm khoảng 18 triệu một mét vuông. Tức là những cái lô mà ngang 6m và 25m là 150 mét vuông. Thì với cái giá hiện tại bây giờ nó khoảng 2,8 tỷ một lô, kinh khủng như cả nhà. Cái thời điểm nó chỉ khoảng 1,4 tỷ thôi, 1,4 tỷ, 1,5 tỷ một lô thôi. Mà bây giờ là 2,8 tỷ rồi, rất là kinh khủng. Tại vì khi mà mình mua những cái vị trí nào mà nó đắt địa và nó càng hiếm, càng khó mà có được những cái vị trí đó, thì những cái vị trí đó lúc nào cái giá cũng sẽ cao hơn. Nữ thần tự do. Thì Nhân chia sẻ cho cả nhà một chút xíu về cái cách mà để mình đánh giá được một cái bất động sản cái giá trị nó như thế nào. Thì Nhân lấy ví dụ nha. Khi mà một cái lô đất nào đó mà nó đối diện với công viên á, thì nó sẽ cao hơn cái giá thị trường là 5%. Rồi gần trường học hoặc là bệnh viện thì nó sẽ là cao hơn khoảng 10% so với cái giá trị của những lô đất thường. Rồi gần chợ thì nó phải hầu như là từ 50-100%. Tức là so với những lô thường thì những cái vị trí đó nó sẽ cao hơn từ 50-100% nha cả nhà. Cho nên là khi những cái khách hàng mua đất hoặc là những cái chủ đầu tư, khi mà họ đưa ra một cái giá cả của một cái vị trí lô đất nào đó, thì họ cũng bằng cách là họ đánh giá cái vị trí của cái lô đất đó như thế nào, rồi lúc đó họ mới đưa ra một cái quyết định là cái giá cả cái lô đất bao nhiêu. Bây giờ là Nhân đang đứng tại cái nhà hát Con Sò ở Sydney. Thì Nhân cũng nói chia sẻ cho cả nhà mình thì tại sao cái khu Cát Tường Hữu Sinh lại nhiều người biết đến như vậy. Thứ nhất, và thứ hai là tại sao nó lại nổi tiếng như vậy. Thì đơn giản thôi, là một ngày đó là có khoảng vài trăm du khách, là những cái bạn trẻ hoặc là những người lớn xuống đây. Thì lúc đó là họ mới check in cái địa điểm này. Khi mà họ check in trên Facebook á, thì chỉ cần mỗi một Facebook á, chỉ cần vài ngàn bạn bè thôi, là một người là có vài ngàn người khác biết rồi. Cho nên là cái địa điểm là cái khu Cát Tường Hữu Sinh, và đặc biệt là cái khu công viên Kỳ Quan Thế Giới này, nó rất là nổi tiếng đối với tất cả những bạn trẻ. Và từ đó thì nó cũng thu hút theo những cái người lớn tuổi, họ muốn xuống đây để có được một cái không gian giải trí, vui chơi và có một cái không khí trong lành như thế này. Và cũng từ đó thì những cái tiện ích chẳng hạn như là những cái quán ăn nè, rồi những quán cà phê nè, mọc lên đây rất là nhiều. Thì ở đây nó có một cái quán mới mọc lên thôi, rất là đẹp, thì làm cái phong cách kiểu giống y chang Sài Gòn luôn. Nhưng ở dưới đây bán giá, Nhân nói là nghe được là chịu chết. Thôi Nhân mời mọi người đi chỗ khác. Xin chào cả nhà, bữa nay Nhân sẽ review cho cả nhà những cái chỗ nào mà nó đẹp nhất khu Cát Tường Hữu Sinh cho cả nhà cùng xem nha. Hiện tại là Nhân đang ở cái công viên Tân Diệu của này. Đây là một cái cảnh rất là đẹp. Cái công viên hoa đăng này á, thì bên chủ đầu tư họ lấy một cái ý tưởng theo cái phong cách của Nhật Bản á. Ở đây thì có rất là nhiều những cái
các bạn trẻ xuống đây để mà chụp hình cưới á cả nhà, hoặc là chụp hình selfie đồ chơi á. Ví dụ như Nhân sẽ chỉ cho mình vài cách tạo dáng để chụp hình nha. Ví dụ như là con trai đúng không, con trai đứng hạn như ở đây là một cây cầu nào mà đứng sẽ mạnh mẽ lên kiểu như là nó mà đứng xéo chân ha, cái cầm nút áo này nè, tạo kiểu rất là mạnh mẽ. Còn ví dụ như là con gái đúng không, con gái đứng sao ta, con gái thì mình sẽ tạo kiểu là gì lỗ bóng luôn. Ở chỗ này mình có một cái, mình có ba cái cây á, ba cái cây là những cái cây đã chết khô rồi đó, xong cái bên phía công ty họ đem về đây, đem về đây họ trồng xuống rồi họ trang trí xịt sơn màu vô á, rất là đẹp luôn. Không ngờ mà đúng là những cái người mà người ta có cái thẩm mỹ nghệ thuật á thì tạo ra những cái cảnh rất là hay, phải nói là công nhận rất là đẹp. Còn phía sau lưng của Nhân á là một cái quán cà phê, là với cái diện tích là chỉ có ngang 4m và 20m thôi, nhưng mà thật sự á, khi mà bước vào trong quán rồi nó rất là đẹp. Thì Nhân không biết là khai trương chưa, chắc nghĩ là chưa đó, chứ phải khai trương là cũng là mầm rồi. Ở trong thiết kế á, cái này phải nói là nếu mà chủ quán này chắc là một cái nghệ nhân hoặc là một cái họa sĩ gì đó đó, trang trí ở trong rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn cả nhà. Bây giờ mời cả nhà mình qua anh nhìn lén vô nha. Bây giờ là chủ nhà đi rồi nha, cả nhà mới dám quay nha. Và mình khi mình nhìn thấy ở trong nó rất là nghệ thuật luôn. Ở dưới là một cái khoảng sân vườn ha, có rất là nhiều cây kiểng, nhưng thấy toàn là cây đẹp đẹp đẹp. Còn phía trên nữa là nó có một cái khoảng không gian trống thì để được mấy bàn đó. Còn phía trong nữa là làm theo cái kiểu là cái một cái phòng lạnh á, mà rất là đẹp, rất là nghệ thuật. Nhân nghĩ vô đó chụp hình là rất là ok luôn đó. Nha. Ở đây trước mặt của mình là cái cây bonsai, còn bên đây là hòn non bộ nha cả nhà. Thì Nhân nghĩ là cái cây bonsai với cái hòn non bộ là cũng khá là mắc tiền đó, chứ không có rẻ đâu. Lại một cái cây bên kia nữa, cây bên đây gọi là cây cây phát tài, phát lộc. Nói chung là cái cây kia rất là đẹp, chứ không biết cây gì luôn. Thôi mở đi qua bên kia. Nhìn thấy là đúng chất, đậm chất của Nhật Bản luôn cả nhà, rất là đẹp luôn. Thì như Nhân nói lúc nãy là rất là nhiều những cái bạn mà selfie hoặc là chụp hình đám cưới đó mà xuống đây chụp rất là nhiều luôn, rất là đẹp. Ví dụ như nếu như mình thấy cái video này á thì mình muốn chụp hình cưới mà ngoại cảnh á, thì Nhân đảm bảo luôn khi mà mình xuống khu cát tông bố sinh này đó là mình có thể là làm được trọn một bộ ảnh. Bây giờ Nhân sẽ mời cả nhà mình đi chỗ khác nha. Ở bên đây là lóc nhà anh M3 nha cả nhà. Thì không biết sao mà gỡ ra chân ta. Ở đây là chắc là mấy cái người này là bảo trì lại lần cuối á cho mấy cái lóc nhà này. Mà sao mà nó chốc ra nhìn ghê quá vậy. Là có mấy căn hồi nãy thôi nha cả nhà. Có mấy căn hồi nãy làm như là nó bị chốc cái ban công cái này sao đó là bảo trì lại đó. Còn bên đây thì không có, bên đây thì rất là đẹp. Hiện tại là Nhân đang ngồi ở khu du lịch Sông Trăng. Thì khu du lịch Sông Trăng này là nó dài 1,7 km. Nếu như mà ví dụ như ai mà ở khu này á, buổi sáng chỉ cần mình lội tầm khoảng 2 vòng thôi là thấy đắm đuối rồi đó nha cả nhà, rất là tiện lợi cho mình. Rồi Nhân xin mời chỗ khác. Bây giờ là Nhân đang đứng tại công viên khủng long. Thì công viên khủng long này là cái lúc mà đặt sáo á thì hầu như là nguyên một cái khu vực này thì nó rơi vào tầm khoảng trên 200.000 đất, trên 2.000 nền đất. Nhưng mà nguyên một cái khu vực này là chỉ có duy nhất được một cái công viên
khủng long này là một điểm nhấn thôi. Nhưng mà cái thời điểm đó là hầu như là cái công viên nó cũng chưa hình thành, thì bên chủ đầu tư cũng chỉ mới làm thôi. Và cái giá đất thì khi mà mình mua ở công viên này á, thì cái giá nó sẽ cao hơn ở ngoài. Tại vì á, khi mà mình mua đất ở ngay trong công viên á, thì cái phần vỉa hè với lại cái phần công viên này là mình được sử dụng đó cả nhà. Cho nên là công ty sẽ tính vào cho mình cái dịch vụ, cái tiện ích của công viên này. Cho nên là hồi đó là bán ở đây là nhớ không lầm là 6 triệu 7 một mét vuông. Ở đây 6 triệu 7 thì những cái lô ở trong không nằm ở ngay công viên á, thì nó rơi vào tầm khoảng 6 triệu đến 6 triệu 2 một mét thôi. Thì thật sự là không có chủ đầu tư nào mà làm việc cái kiểu mà nó có tâm như chủ đầu tư này. Nhân nói thật sự như vậy. Tại vì ví dụ như cái công viên hồi nãy á, là dành cho những cái giới trẻ. Còn cái chỗ kênh sông Trăng đó thì lại dành cho những người lớn tuổi để đi dạo, đi tập thể dục này kia đó. Còn riêng cái công viên khủng long này là bên chủ đầu tư làm mục đích để phục vụ cho những em nhỏ. Nhưng mà những em nhỏ đó thì cũng có những người lớn ké ở đây nữa. Thì buổi chiều ở đây người ta bán hàng rất là đông nha cả nhà. Ở đây nè, bán hàng rất là đông luôn. Thì hồi trước á, mới đầu á, bán rồi xong rồi giành giật rồi kia uống lộn rồi kia đó. Xong cuối cùng là bên ban quản lý của khu phố trên này mới hình như là cái kiểu là như cũng dẹp rồi đó. Còn có mấy người bán thôi, cho nên là nó không có phức tạp lắm. Rất là đẹp. Rất là đau cái cơ bụng luôn nha cả nhà, rất là đau. Bây giờ thì Nhân đang đứng tại công viên Đồng Hồ, biết sao mà công viên gọi là công viên thời gian chứ, mà cả nhà mà biết sao là kêu bằng công viên thời gian không? Nó có cái tháp đồng hồ trên kia kìa, đó đó. Ở trong đây thì hầu như là những cái dân, người dân mà sống tại cái khu này á, nếu mà tập thể dục ở hầu như ở đây, tại vì nó giống như nó đầy đủ hết rồi. Nó đầy đủ những cái tập thể dục hết đó cả nhà. Ngay dưới đây tập chạy bộ. Còn ở đây là cho những bạn trẻ. Rối loạn thiên đình luôn. Ai mà yếu tim hoặc là lên máu đừng có chơi những mấy cái này nha cả nhà. Chơi xong được bốc luôn á. Ở bên đây là nó có một cái dòng chảy á, thì ở trên cái cây cao cao kia nó chảy xuống cái hồ này. Nhưng mà thường thường là buổi chiều á thì công ty mới bật điện nó lên. Buổi chiều rất là đẹp luôn cả nhà. Hiện tại là Nhân đang đứng tại hồ sinh thái 25 hecta. Thì đang mặt mấy cho cả nhà luôn. Có nhiều người đó, hoặc là khi mình mua đất đây rồi hoặc là chưa mua đất đây thì mình không biết được. Cái hồ này ngày xưa là nó thật sự phải là cái hồ nó chỉ nhỏ thôi. Rồi xong cái người ta mới múc đất ở đây nè. Múc đất ở đây để san lấp mấy cái khu công nghiệp. Lại nói chung là người ta bán đất này á để đi san lấp khu công nghiệp lại mấy cái nhà xưởng đồ này kia đó. Thì thành ra nó thành một cái hồ hiện tại như bây giờ. Và cái diện tích tổng thể đó là lên tới 25 hecta nha cả nhà. Rất là lớn, cực kỳ lớn luôn. Giờ mình ra ngoài nha, rất là đẹp. Nếu như cả nhà mình thấy phía bên kia đó mà có một chủ đầu tư nào đó, hoặc là công ty Cát Tường, hoặc là ai đó mà vô mà đầu tư kiểu một phân lô á cả nhà, phân lô mà biệt thự á, mà nó xung quanh cái hồ này là tuyệt vời luôn. Nó rất là rộng luôn. Ở đây người ta câu cá rất là nhiều. Rồi Nhân mời cả nhà mình đi chỗ khác nữa nha. Hiện tại là Nhân đang đứng ở đợt 2 của khu Cát Tường Quốc Sinh. Và đằng sau lưng của Nhân là cái công viên Hồ Sen. Thì hồi đó đó cả nhà, này mới đợt 2 thôi. Thì khi mà lúc đầu tiên vô đây á, hầu như nó không có một cái chỗ nào để mà trú nắng, hoặc là có một chỗ nào đó để tiếp khách mà cho nó mát.
thì chỉ có những cái cây dù thôi. Và khi mà công ty làm lên hai cái hồ sen ở hai đầu của đợt hai này á, thì lúc đó là bên những cái bạn nhân viên sale rất là mừng, trong đó có Nhân nữa, thì quan trọng nhất là nó có cái chỗ để mà ngồi tiếp khách rất là sướng. Bây giờ là Nhân đang đứng tại hồ sinh thái rộng 7 hectare. Thì cái hồ này nó có cách đây khoảng hơn 10 năm rồi. Ví dụ như mà cả nhà mình lên cái Google Map á, thì mình bấm lại cái thời gian mà của 10 năm trước á, là đã có cái hồ này rồi. Và không biết là cái nguồn gốc nó như thế nào, nhưng mà Nhân cũng nghĩ là nó sẽ móc đất để san lấp cái khu này, hoặc là san lấp một cái khu nào đó rồi nó thành ra một cái hồ luôn. Cho nên là qua cái hồ này rất là lâu rồi đó, cho nên cái nước nó rất là trong. Như cả nhà mình một lát mình nhìn thấy là rất là trong luôn, trong xanh luôn. Còn cái hồ bên kia thì nó hơi đục một chút xíu, tại vì nó mới thôi, nó cách đây khoảng chừng 5 tới 5 rưỡi thôi, nên là còn đục. Còn bên đây là bây giờ là hầu như là không còn đất sình nữa, mà cái nước nó rất là trong luôn. Và đầu tiên á, khi mà cái đợt một là đợt đầu tiên của cái khu cá tầm vũ sinh mở bán á, là 100%, ví dụ như khách hàng đầu là tiếp á, là Nhân sẽ dẫn, hoặc là những bạn khác sẽ dẫn xuống cái hồ này. Cho nên là đa số 100% những khách hàng đều biết tới cái hồ sinh thái 7 hectare này. Và cái hồ này sẽ liên kết với lại khu lịch sinh thái rộng 8 hectare, là hai cái hồ với lại khu lịch sinh thái là tổng cộng nó sẽ là 15 hectare nha cả nhà. Rồi Nhân xin mời đi chỗ khác. Và bây giờ là Nhân đang ngồi tại công viên tình yêu. Cả nhà mình biết tại sao mà nó có cái tên là công viên tình yêu hay không? Tại vì ở đây có một cái chữ love, tức là công viên tình yêu. Rồi thì nó cũng không có gì đặc biệt lắm. Thì ở đây là nó thuộc về cái đợt 7 của khu cá tự vệ sinh. Thì cái đợt 7 này á, là đáng lý là công ty bán ở bên đây trước thôi nha cả nhà. Nhưng mà cái đợt đó thì Nghi Trang đợt sốt đất đó, thì cho nên là đâm ra là không có đủ đất để bán. Thì lúc đó là công ty mới mở luôn cái phía ở bên công viên Kỳ Quan. Thì cái đợt 7 là tổng cộng là công ty bán khoảng 1.500 nền đất tại cái khu này. Nãy giờ Nhân đã dẫn cho cả nhà mình đi tham quan một vòng khu cá tầm vũ sinh và những cái địa điểm mà nó khá đẹp ở cái khu cá tầm vũ sinh này. Và thôi bây giờ còn mấy cái chỗ nhỏ nhỏ nữa, nhưng mà nắng quá đi không nổi nữa. Thì thôi, thì những video sau thì Nhân sẽ tiếp tục làm cho cả nhà mình cùng được xem. Và cả nhà mình hãy nhớ bấm một nút like và chia sẻ video này để cho những bạn trẻ cùng biết được cái khu công viên Kỳ Quan thế giới tại khu cá tầm vũ sinh, để mọi người có thể đến đây vui chơi. Và cả nhà mình hãy nhớ bấm nút đăng ký để có thể xem tất cả những video sau của Nhân. Nhân xin chào và hẹn gặp lại.